tuyên phạt Lê Tùng Vân và các đồng phạm ở tỉnh Thất Bồng Lai. Pháp Luật Online, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên phạt ông Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm ở tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tối ngày 21 tháng 7, phiên xét xử ở tỉnh Thất Bồng Lai vẫn tiếp tục. Nói lời sau cùng, bị cáo Nhị Nguyên cho rằng tất cả những điều buộc tội đều là oan ức, 5 clip buộc tội bị cáo không có vai trò trong đó. Nếu vụ việc này được điều tra lại, bị cáo khẳng định không làm gì tổn hại đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công an huyện Đức Hòa cũng như công chúng. Bị cáo Trùng Dương nói 5 clip viện kiểm sát buộc tội bị cáo không dàn dựng, không đăng, không quay và không biết 5 clip đó từ đâu. Câu nói bao che tội phạm trong clip 50 người bao vây. Người là do bức xúc do nhóm người xông vô nhà bị cáo, cướp đồ, đánh đập bị cáo. Bị cáo và 3 người còn lại là những người trụ cột chính trong gia đình đang nuôi 2 mấy người, chẳng lẽ những đứa nhỏ trong nhà bị cáo phải thất học hết sao? Kính mong phiên tòa xem xét thật kỹ. Các bị cáo khác cũng kêu oan. Sau thời gian nghị án, vào lúc 20 giờ, hội đồng xét xử tuyên phạt các hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố 6 bị cáo với tội danh trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo có tổ chức, bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò rõ ràng. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Bị cáo ngoài 70 tuổi là tình tiết giảm nhẹ, nhưng tình tiết tăng nặng là không thành khẩn khai báo, phạm tội 2 lần trở lên. Hành vi của các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương, Cao Thị Cúc cần áp dụng án phạt tù có thời hạn, các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên cần xem xét, giảm nhẹ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù. Theo cáo trạng xác định, năm 2016, Lê Tùng Vân và các đồng phạm đến ở tại số 191 A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Mẹ nhảy cầu tự tử bỏ lại 6 con nhỏ. Sau khi nhảy cầu tự tử, người mẹ trẻ ở Quảng Ngãi đã bỏ lại 6 con nhỏ, lớn nhất học lớp 5, nhỏ nhất 1 tuổi trưa ngày 21 tháng 7. Ông Trần Thanh Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng huyện Tư Nghĩa đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Thúy, 30 tuổi, ngụ thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương, nghi nhảy cầu tự tử. Trước đó, lúc 8 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của chị Thúy trên cầu Đập Quánh ở thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương. Nghi chị Thúy nhảy cầu tự tử nên người dân đã báo cho lực lượng chức năng. Nhiều khả năng do buồn chuyện gia đình nên chị Thúy mới có ý định nhảy cầu tự tử. Địa phương cũng đã cử người thăm hỏi, hỗ trợ ít nhiều cho gia đình chị Thúy. Ông Tịnh cho biết, cũng theo ông Tịnh, gia đình chị Thúy có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vợ chồng không có công việc ổn định, sinh 6 đứa con nhỏ. Đứa lớn nhất mới học lớp 5, đứa nhỏ nhất mới tròn 1 tuổi.